75 năm ngày thành lập Đảng, chiều ngày 30 tháng 1, trường Trung học phổ thông Nguyễn Trãi đã tổ chức cuộc thi tìm hiểu những trang vàng lịch sử của Đảng. Ba đội chơi đại diện cho ba khối lớp tham dự đã trải qua ba phần thi. Phần thứ nhất bao gồm thuyết minh một đoạn phim tài liệu về lịch sử Đảng và các câu hỏi về các mốc son của Đảng từ trước ngày thành lập đến nay, các lãnh đạo những cương vị tổng bí thư đầu tiên và qua các thời kỳ, những địa danh nổi tiếng ở trong và ngoài nước luôn gắn liền với các hoạt động lớn của Đảng. Phần thứ hai, các đội chơi trả lời theo ô chữ tự chọn